Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Hiện tại Trường Sơn đang có mặt ngay con đường Lưu Hữu Phước thuộc phường 15 quận 8. Thì ngày hôm nay Trường Sơn sẽ giới thiệu với các anh chị một căn nhà giá rẻ ở ngay con đường này ha. Mức giá chỉ có 639 triệu thôi. Thì anh chị nào đang quan tâm nhà giá rẻ ở quận 8 dưới 1 tỷ thì hãy xem kỹ video này để có được đầy đủ thông tin nha. Rồi, xin mời các anh chị chúng ta cùng vào xem nhà ha. Rồi, căn nhà chúng ta đây anh chị nha. Một trệt một lầu có ban công này. Còn đây là con hẻm trước nhà ha, rộng rãi sạch sẽ này. Hướng này chúng ta sẽ ra hẻm 231 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Còn hướng ngược lại chúng ta sẽ ra hẻm 240 đường Lưu Hữu Phước. Xung quanh này anh chị cũng có nhiều nhà cao tầng ha. Đó, ok chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng vào xem nhà anh chị ha. Thì phía trước nhà này anh chị, tính từ bên đây ha, tính từ bên đây tính qua này, đó, qua đến bên kia ha là 4m. Còn bên trong nhà thì khúc này là 2m6. Còn phía bên này ha là 2m4. Trên lầu 1 chúng ta sẽ có một cái ban công nữa nha. Đó. Thì nhà chúng ta kết cấu một trệt một lầu. Trên lầu thì có một phòng ngủ nha. Nhà có một phòng vệ sinh và một cái ban công. Căn nhà thì có hướng đông nam. Về giấy tờ thì nhà có giấy kê khai 599, có bản vẽ nhà ở đất ở. Thì đối với nhà này chúng ta sẽ mua bán bằng giấy tay và ra thửa phát lại lập vi bằng làm chứng. Giá bán chỉ có 639 triệu và còn bớt lọc tân gia. Hiện trạng bây giờ thì nhà đang trống còn mới, sẵn sàng giao nhà anh chị vào ở luôn. Thì hiện tại trên lầu chúng ta đang đề xuất có một phòng ngủ nha. Đây anh chị. Đây ha. Phía bên kia là 2m4 nha. Bên đây là 2m6 này. Còn chiều ngang là 4m nha. Phía trước chúng ta có ban công rồi anh chị này. Đây ha. Ban công trước nhà đây. Ban công cũng khá dài ha. Chạy dọc nhà luôn. Đây là hẻm trước nhà này anh chị. Còn đây là xung quanh ha. Cũng là nhiều nhà cao tầng này. Ok chưa? Hẻm trước nhà cũng rộng rãi sạch sẽ an ninh nhé. Rồi, ok ha. Rồi, ok anh chị ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.